Vừa qua thì rất nhiều anh chị mình liên hệ về với Hoa Lan Nhi Phong, mình thắc mắc tại sao những cái chậu tác phẩm mà người ta đem đi thi thì nó có thân nụ rất là đẹp, lá nó bóng mướt ha. Ngoài ra thì có những cây mà lá chân nó không còn nữa, các anh chị chỉ có thân thôi nhưng mà nhìn nó cũng rất bóng bẩy, nhìn rất cực kỳ khỏe khoắn. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ với các anh chị mình vì sao có những cái chậu như vậy. Thì trước mắt mọi người đây là một cái chậu ra quăng chớp mọi người, cũng là một chậu tác phẩm. Bình thường các anh chị mình chơi lan, mình thấy lan của mình chăm một thời gian, ví dụ như nó không có đủ dinh dưỡng nè, nó sẽ bị rớt vài lá chân hoặc là nó bị bệnh ha, thì nó cũng bị vàng lá, nó rớt lá. Thì khi mà nó bị rớt lá thì nó sẽ để ở trên cái thân như thế này là còn một cái lớp vỏ lụa. Thì thường các anh chị mình làm, mình không có để ý là mình sẽ để nguyên cái vỏ lụa đó như vậy, thì nó sẽ làm cho cái cây của mình nó, thứ nhất là cái thân của nó không được bóng mướt, nên là những cái nhà vườn người ta hay bóc những cái vỏ lụa này ra. Đây nè các anh chị, mình sẽ bóc ra như thế này nè. Thì khi mà cái vỏ lụa nó mới, nó còn ướt các anh chị, thì mình có thể bóc ra rất là dễ dàng. Ví dụ như cây này thì có một số dòng á, cái lá chân của nó tuốt ở trên cao, ví dụ như thân này nó tuốt trên cao thì một cái đoạn ở phía dưới này nó vẫn còn lớp vỏ lụa. Thì khi mình bóc ra như vậy, thứ nhất là về mặt thẩm mỹ, nó sẽ làm cho cái thân lan của mình nó xanh không? Các anh chị mình thấy em vừa bóc ra xong nhìn thấy nó xanh, nó rất là đẹp ha. Một số cây thì nó bị bệnh, ví dụ như cây này đây. Cây này là nó bị vàng lá nè. Khi mà mình thấy nó bị vàng lá như thế này thì các anh chị mình bắt buộc mình phải gỡ bỏ ra. Thứ nhất là mình gỡ bỏ ra, thứ hai là mình sẽ gỡ cái lớp vỏ lụa đó ra luôn các anh chị. Vừa đầu tiên là về mặt thẩm mỹ nha, thì mình sẽ làm cho cái thân của mình nó đẹp. Thứ hai bên cạnh đó là các anh chị mình sẽ kiểm tra được cái thân lan của mình nó có bị nấm bệnh hay không, nó có bị thối nhũng hay không. Thường những cái lá vàng như thế này nếu mà nó không có bệnh lý, nó không có những cái đốm như thế này á, thì là nó bị thiếu dinh dưỡng, nó bị rớt lá, thì mình kiểm tra thân nó bình thường. Với trường hợp những cây ví dụ như cây này nó đang bị bệnh đi, thì em phải bóc gỡ lá ra, bóc vỏ lụa ra để mình kiểm tra thân xem nó có mềm, nó có bị thối chỗ nào không, để các anh chị mình xử lý kịp thời ha. Ngoài ra thì nếu như mà thân nó không bị bệnh á, thì những cái lớp vỏ lụa các anh chị mình để lâu ngày nè, mình tưới phân thuốc nè, nó bị đống rêu, đống rong lên mọi người, nó cũng là một cái nơi để cho vi khuẩn nấm bệnh nó ẩn trú, thì nó sẽ làm cho lan của mình nó dễ bị bệnh hơn. Thì đó là những chia sẻ của em về cách để cho những cái thân lan nó vượt bóng mướt và hạn chế bệnh tật nhiều nhất. Ngoài những cái chậu thiết kế ha, thì ở những cái chậu phi 12 thì các anh chị mình cũng nên bóc những cái vỏ lụa đó ra. Đây mình thấy những cái cây thân lan mình bóc vỏ lụa ra nó vẫn đẹp hơn hẳn những cái cây mà mình để cái vỏ lụa. Ngay cả những cái thân già mọi người, thì khi nó lên cái mầm mới á, cái vỏ lụa nó cũng, cái thân nó xanh mướt thì mình nhìn nó cũng đẹp mắt hơn. Cảm ơn các anh chị mình đã dành thời gian theo dõi. Nếu như mà các anh chị mình có thắc mắc hoặc là có cần Hoa Lan Chi Phong chia sẻ mình về những điều gì, thì các anh chị mình cứ bình luận phía dưới video nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những clip lần sau của Hoa Lan Chi Phong.